Thứ ba rồi, có để ý là khi không đi ngoài được. Mọi người nhé.
di đâu không ta xem nào. Thức là lo lắng cho Bibi. Đây đúng không? Ừ. Đây, làm đường này. Để ba cho mình ngồi yên nhé. Ừ, nhé. Để ba lên ba cho mình chăm nhé. Rồi. Lên. Mẹ cho Bibi xem nhé. Đấy. Nhá. Bibi, ngày thứ ba rồi, không đi làm chưa đi. Đi 3 ngày rồi, 3 ngày mình chưa đi, đi ngồi đấy đi, ngồi đấy, nào, ngồi đấy nhá, ngồi đấy. Sao mình không đi được đi được à? Hả? Đi được à? Để bà xem ạ. Đi được là ngày này 3 ngày là chưa đi được đây. Bố nó rất lo lắng. Rồi. Bibi ngồi đây nha, để bà vào lấy cái ấy ba xịt cho. Ngồi đấy nhá. Ngồi đi nhá. Ngồi chưa bá nhá. À biết ngồi đấy. Rồi, được chưa Bi? Nào. Rồi, ngồi đây, để bà xin cho mà. Nào. Rồi, đi nha. Nào.
Chào thầy con Bibi nhá. Bibi bị táo bón mọi người ạ. Táo bón. Ăn đi. Ba này không đi. Nhưng được đấy, ăn gì mà. Phải chịu không? Không phải chịu không? Sao? Ăn đây bụng nè. Bi thì ngày này ngày thứ ba rồi. Con vẫn chưa thấy đi. Bố vẫn sợ đi táo bón. Cho nên là bố vừa mới xịt cái gel đấy để làm cho Bi nó dễ đi ngoài hơn ấy. Thì hy vọng sau khi xịt thì khoảng 1-2 tiếng thì Bi sẽ đi ngoài tốt. Để ba cắt đồ nhá. Đi uống nước nào. Nước điện dài thì bố vẫn bù nước ra. Bi chưa lành hẳn nên bố để cho Bi uống cái nước này.
No. Giỏi lắm. Đây là làm theo hướng dẫn của bác sĩ nhé. Bác sĩ anh ngay cả Dina thì hôm nọ cũng hướng dẫn cho bố với cách cho Bibi uống thuốc nếu mà trường hợp Bibi không chịu uống thì cũng cách này thôi. Dina thì bảo dùng xi lanh. Ngày hôm nay thấy Bibi ngoan hơn nên bố lại dùng kiểu này. Đấy. Hết rồi. Rồi. Đây chơi. Đây chơi. Rồi kìa. Chơi nhá. Chơi đi. Đây chơi.